Xin chào anh em nhé. Hôm nay anh em bọn em đang tiến hành đi vào rừng thì kỳ mong. Thì hôm nay dụng cụ đi kèm thì cũng có đầy đủ. Hôm nay anh em chúng em vào đâu đi vào đây. Hôm nay mang cái ống nhòm này đi thử tìm xem có được đàn ông nào không về khoe với anh em đây. Cảnh núi rừng rất là hoang sơ. Thì anh em cùng em theo dõi đi vào đây xem là có tìm được tổ ong nào to không để khoe với anh em. Trong này thì toàn rừng là rừng thôi, đường rất là khó đi. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành đi vào sâu hơn. Đây là bây giờ anh em chúng em bắt đầu lên đến cái khu rừng đây rồi, thì bắt đầu là đang tiến hành anh em bắt đầu đi leo lên trên kia để đi xem mà có cái tổ ong nào không. Đây ống nhòm đây bắt đầu đi soi các rừng xa ấy. Ống nhòm này thì anh em nhé, lưu ý anh em nhé, ống nhòm này có thể soi được tầm 1000 mét thì anh em cứ soi tầm 500-700 mét để đi săn con ong ấy, nó thoải mái. Nên bây giờ em sẽ bắt đầu đi trèo cây, đi leo cái rừng này, những cái đồi này. Đấy, khi nào mà đến nơi mà có tổ ong thì em sẽ quay cho anh em xem. Em sẽ quay đến đoạn nào mà có cảnh nào hay ấy, thì em sẽ quay cho anh em xem nhé. Anh em gọi là bớt chút thời gian xem video của mấy anh em vẫn đang trong cái quá trình đi. Thì đi đến đây gặp cái đoạn này nó lại cao quá, toàn vách đá thôi. Thì đang bảo là đây này nên hơi khó, tại vì dọc đây toàn là vách đá như này thôi. Đây các bác thấy này, bên trên này thì nó lại là cây. Đây toàn bộ là vách đá hết. Đây thì anh em xem, bây giờ sẽ tiến hành là trèo có những cái vách đá này lên. Đây trèo trực tiếp. Đây em sẽ trèo trực tiếp có cái vách đá này lên. Đây bây giờ mấy anh em hỗ trợ nhau trèo lên, bởi vì trên này chắc chắn là sẽ có ong. Đấy thì không có thì chúng ta phải tìm cho nó có. Thì anh em theo dõi, tiếp tục theo dõi cùng em nhé. Vách đá nào. Mấy anh em đi đoạn này mát quá nên là đấu lại nghỉ ngơi một chút. Đi từ lễ giờ leo mấy quả đồi kia mệt quá. Anh em theo dõi từ lễ giờ này có thấy nhiều cảnh đẹp không? Cái cảnh nào hay cái này em quay hết lại cho anh em xem. Đấy đây như biển luôn, đúng đầu hướng gió này. Tất cả khu bên kia là có là đây, tất cả những khu bên này đây có ngôi nhà đây này, mấy nhà luôn đây này. Tất cả những khu bên này là tí nữa anh em sẽ mấy anh em mà leo hết lên trên này tìm. Để đang trong quá trình đi tìm thì lại soi ống nhòm thấy một cái tổ ong ở trên cái cây đằng xa này. Thì bây giờ mấy anh em đang tiến hành đi ra thăm thử và bắt. Đây bây giờ đang nhìn thấy ong rồi. Đây em sẽ đứng xa em quay cho các bác xem ong. Đây không biết các bác có nhìn thấy không, nó đang trời nó đang rất là nắng. Đây đây các bác nhìn thấy ong chưa? Thì bây giờ đây thì hôm nay hai anh em đi từ vừa tìm cái tổ ong kia thì bắt đầu là mặc cái bộ quần áo, hai cái bộ quần áo bảo hộ bắt ong cao cấp này vào. Thế thì như anh em đã biết đấy, thì những cái bộ quần áo như này ấy, nó bao gồm những cái gì đi theo ấy, thì anh em nên nhớ là anh em mặc đầy đủ vào, không thì bắt ong trên cao ấy nó sẽ đái và có khí độc ấy. Thì đây là hai cái sản phẩm là để anh em bảo hộ cái khuôn mặt của anh em. Thế thì bây giờ em sẽ tiến hành em mặc quần áo này vào. Hôm nay mang hai bộ này đi mặc, một bộ này chuyên trèo cây, một bộ này để đào ống đất, thì hôm nay mặc đi để bảo hộ. Ong này nó rất là nguy hiểm cho nên là anh em lưu ý là ong nó liên quan đến tính mạng con người ấy. Cách mặc thì đơn giản thôi, em cũng đã làm rất nhiều video cách mặc quần áo bắt ong cho anh em xem rồi. Thì hôm nay em sẽ tiến hành mặc nhanh để bắt cái tổ ong cho anh em xem. Đấy khi mặc đến đây rồi thì anh em nhớ là anh em đeo kính vào nhé, anh em phải đeo kính với mặt lạ vào. Đây em sẽ tiến hành đeo luôn. Anh em đeo kính này, kính này là kính chống ong đái nhá, và một cái mặt nạ phòng độc. Đây là cái mặt nạ phòng độc anh em đeo vào. Đấy các anh em thít cái dây này vào. Thì đây là em mô phỏng để anh em nhớ là anh em lên đeo. Em hôm nay em chỉ đứng dưới đất để gọi là cho bác này bác ấy lên bác bắt thôi, thì em sẽ không đeo cái này, em đeo kính thôi. Thì em sẽ mặc vào. Bác mặc thì các bác nhớ kéo khóa này. Xin đổi kéo em tôi nhé. Khóa từ trên.
Rồi bây giờ em đã mặc xong rồi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành bắt, thì các bác theo dõi bắt đầu cùng em bắt nhé. Đây, bắt đầu tiến hành trèo lên bắt ong. Thì cái bộ quần áo như anh em đang thấy kia, bộ đấy là bộ hàng gọi là hàng may thủ công, hàng đặt đấy. Thì hỗ trợ anh em trèo cây cao nhé. Cây này thì không cao lắm bởi vì anh em đi soi từ nãy đến giờ thì cũng tìm đến một tổ này cái nào, phải xuống đây bắt ngay. Đây em sẽ zoom gần cho anh em xem. Đấy, anh em không biết anh em có nhìn rõ không, tại vì trời đang nắng ấy, em đang mặc bộ quần áo này. Đấy các bác bắt đầu thấy ong nó ra chưa? Ong bắt đầu ra đấy. Tiến hành bắt rất là nhanh thôi. Đấy. Quá trình bắt thì nói chung là trời nó nắng ấy thì anh em cố gắng là anh em bắt thật nhanh. Đấy, hôm nay là tìm thấy tổ này gọi là để bảo quản thôi, thì em sẽ để lại một tầng để cho ong nó xây tiếp, để lần sau lại khai thác tiếp. Còn hôm nay thì bắt hai tầng thôi, ở tổ này em thấy có 3 tầng. Đây, chúng ta sẽ để lại một tầng để cho ong nó bắt đầu xây tiếp để chúng ta lại khai thác tiếp. Đấy, bắt rất là nhanh. Bộ này mặc vào thì các bác yên tâm nhá, độ nóng thì nó không có đâu, nó rất bình thường thôi, không nóng, nóng không cao đâu. Đây, thì các bác thấy đây, anh đã bắt xong tổ ong kia và là tiến hành trèo xuống. Các bác cùng chờ thành quả nhé. Đây, bắt đầu xuống đây rồi. Em lại ra em cho các bác xem tổ ong này có nhiều nhộng không. Đi từ sáng đến giờ thì soi quanh các cái khu rừng kia. Đây các bác thấy, quanh mấy cái khu rừng kia thì lại nhìn thấy, soi cái ống nhòm ấy thì lại thấy cái tổ dưới này. Thế là lại xuống đây xem luôn. Đây, các bác thấy là rất là căng nhộng nhé. Đây xem này, đầy nhộng đây. Tại vì nó phá ong mật nhiều quá đấy mà. Rồi con này nó phá ong mật nhiều quá cho nên là đây nó đái đấy. Các bác vừa nhìn nó đái chưa? Em không quay cảnh đái đây con này. Nó vừa mới đái xong. Đấy thì bây giờ đã bắt xong rồi đấy, thì anh em tiến hành bây giờ đi về nhà thôi. Thì em sẽ đi bây giờ em về nhà. Các bác cùng theo dõi em để em quay rõ hơn, chi tiết hơn nhá. Đi anh, xong rồi. Đấy. Ui nó đái kinh nhờ anh nhờ. Đây. Em đây là thành quả ngày hôm nay, vất vả cả buổi sáng. Em vừa mấy anh em vừa đi bắt được, tìm được mỗi tổ ong này bắt về. Đi hết cái đồi lọ núi kia, qua hồ qua suối. Thế đây, thành quả ngày hôm nay đây, các bác này rất là căng nhộng. Đây là tổ ong chân vàng nhá. Đây, con của nó đây. Con ong nó, đây các bác thấy đây. Có 3 tầng nhưng em chỉ bắt 2 tầng thôi, còn 1 tầng em để lại để cho nó phát triển tiếp. Đây, các bác thấy đây. Thì bây giờ em sẽ xin tạm biệt các bác, em kết thúc video ở đây. Còn về cái bộ quần áo thì em đã giới thiệu rồi đấy, các bác muốn tham khảo thì cứ alo đến cho em 2 đầu số.